I'm not
dự. Anh hát cho em sẽ cảm động như một ngôi sao trên sân khấu, ta đang cầm mang ra mặt đất. Anh nghĩ với em duy nhất, là em chính em do em đó. Thanh cho cuộc đời bỏ qua đi, âm nhạc là thuốc. Cho dù anh sống thương bao người, có hai chuyện anh nghĩ trong đây sống. Em và âm nhạc thật quá giống nhau, cầm tay giống như là cầm mây. Đôi mắt lấp lánh so với bất kỳ ai. Thank you.
mày là người thương, không biết biết bao nhiêu đã thì mới đã. Nhưng sao dám khi mai là thế nào, đâu biết được dù mình có biến chằm. Chim gọi kia có thể đón rõ môn, kể cả nó chỉ có cái mắt và tiếng ăn. Thật quá đáng nếu anh bắt đầu thông cảm, giống bão chắc chắn tới sau. Cùng anh nhớ được thì ăn cả, còn ngã về nhà mình ăn ngủ với nhau. Nếu em nói không, anh cũng sẽ hiểu rõ ràng đặc cực của anh là quá liều. Kể như anh mà một cái buồn thôi, con số đây đã là quá nhiều. Vậy như em xứng che được bóng dâm, thay tâm tối của một bầu trời đen. Anh không muốn tất cả yêu thương em còn, chỉ đến từ một nửa của đời em. By the way. Yeah.
riêng một thành phố.
cuối cùng cũng về tới. Đây là cảng Hòn Rớ, nhìn phía bên trái sẽ là Vinpearl. Quay ở chỗ này có khá nhiều cái hàng sản. Phía bên trái này là cảng Hòn Rớ.
leo dọc hình. Nhỏ mà hùng ngủ chứ. Nhỏ mà phía bên kia là cầu Bình Tân, còn bên cạnh là xưởng đóng tàu. Nó đừng khen mình đó các bạn. Chú bồ kè chú.
45 phút nữa. Đây là trục đường Võ Nguyên Giáp. Ủa nhầm. Nhầm, đây là trục đường bê tông quán chiều đúng chứ. Đường này sẽ đâm thẳng lên đường Võ Nguyên Giáp. Chiều đi đường này khá là mát. Và nhiều người thích đi xe đạp đường này vì đường rất là vắng.
dậy chọc qua. Trời là những cái vòng thân vòng thôi, bóp nhau ghê gớm. Bé này nó không chịu qua luôn á trời ơi. Là đi đâu mà cứ cò vậy. Thank you.
thích. Để nó vui. Đây là nút giao Ngọc Hội. Chắc là cái cầu vượt lớn nhất Nha Trang. Thank you.
màu được hết. Màu thường canh bướm. Thường canh bướm.